Ancoin thì có bốn cái đồng Ancoin ngày hôm nay chúng ta sẽ xem, đó là TLM, C98, San và C3. Đấy là ngoài những cái đồng coin top, còn chúng ta sẽ vẫn xem các loại coin top màu xanh xanh này ha. Rồi, Bitcoin xem rồi, Ether đi. Ether thì như mình đã nói về cái biểu đồ on-chain, chúng ta thấy rằng là cái lượng Ether đang bị đẩy lên để nó bán tháo đúng không ạ? Vì Ether thì cái niềm tin về Ether của nhiều người nó sẽ tốt hơn so với Bit. Đến thời điểm hiện tại, không biết là có phải là do mình giữ nhiều Ether không mà mình có cái quan điểm nó như vậy. Khi mà Ether ấy thì thực ra nó là một đồng Ancoin. Mặc dù nó rất là lớn, nó có vốn hóa khá là lớn chỉ sau Bit thôi, nhưng thực ra nó là đồng Ancoin. Ancoin thì người ta luôn luôn có hy vọng rằng cái lợi nhuận của nó sẽ cao hơn Bit. Cho dù là Bit có đi hết được chu kỳ đi nữa thì Ancoin thì thằng Ether này nó cũng chưa đi hết. Điển hình là cái đợt mà tăng trưởng tháng 5 đúng không ạ? Bitcoin lên 64.000 thì lúc đó Ether vẫn chưa lên đến đỉnh, đâu đó khoảng mới có 2.800, 3.000 gì thôi. Không nhớ chính xác lắm nha. Thế nhưng mà phải đến một tháng sau Ether nó mới lên đến đỉnh của nó là 4.400. Thế thì ở thời điểm này thì nhiều người người ta sẽ giữ Ether như là một cái cách mà để có thể là an toàn hơn. Khi mà người ta thấy Bitcoin tạo đỉnh đi xuống dần dần, không tạo được những đỉnh cao nữa thì bắt đầu người ta mới bán Ether của mình. Tại vì lúc đó thì Ether bắt đầu mới tạo những cái đỉnh cao mới. Thế thì thời điểm hiện tại là sau một cái quá trình mà Ether nó tăng lên rất là mạnh, rất là đều, hầu như là điều chỉnh yếu, điều chỉnh ít, điều chỉnh thì lại có thằng mua vào. Thế thì đến thời điểm hiện tại Ether đang có một cái chút gọi là điều chỉnh hơi hơi mạnh một chút, mặc dù là không cả mạnh bằng cái đợt trước khi mà lên đến 4.000 rồi tụt xuống. Mà đợt này thì nó đã lên quá là lâu rồi, lên quá là lâu, lên từ bao nhiêu nhỉ? Từ 2.600 cho lên đến 4.800. Trời ơi, ông ấy tăng bao nhiêu phần trăm vậy? Tăng 83% rồi bắt đầu mới điều chỉnh. Thế thì cái đợt tăng trưởng này cũng tăng trưởng khá là dài của Ether rồi. Có lẽ nó sẽ cần phải tăng trưởng sâu hơn một chút nữa thì chúng ta sẽ xem là liệu liệu nhá. Khi mà Bit có cái sự bán tháo vào cái và một vài ngày nữa trong cái tuần này. Đấy, trong tuần này một vài ngày nữa. Có thể ngày hôm nay hoặc là ngày mai, đấy không biết được. Thì Bit sẽ có một cái sự bán tháo để gọi là rút bỏ hàng. Thì lúc đó nó sẽ kích hoạt cái nỗi sợ đối với những người đang hold Ether, thì dẫn đến là cái lượng Ether đang được đẩy lên sàn nó sẽ bán ra. Thế thì rất có thể là nó sẽ xuống đâu đó, nếu mà giữ được, may mắn giữ được thì nó rơi vào vùng 3.800. Nghĩ 3.800 sẽ là cái mức khá là ổn đối với Ether. Nhưng mà nếu mà có một cây flash sâu hơn ấy thì là khoảng 3.500 ha. Một cái cây sâu hơn thì khoảng 3.500, chứ 3.800 thì là có chuyện bình thường à. 3.500 thì có lẽ là sẽ ổn hơn 3.500. 3.000 năm này là hoàn toàn có thể về nhé, 3.000 năm hoàn toàn có thể về. Nhưng mà mình dùng lại tất cả những cái dữ liệu cũ, tất cả những cái dữ liệu cũ từ những cái trước này này, những cái đâu đó kháng cự hỗ trợ những cái trước này, bây giờ nó đã bị phá hoàn toàn rồi, nó đã bị phá hoàn toàn. Bây giờ ấy, không còn những cái còn những cái vùng kháng cự đằng trước nhiều nữa. Những cái thằng đằng trước mà đã bán rồi ấy thì bây giờ nó cũng không có dám nhảy vào trên này đâu, nó không còn hàng để nó bán nữa. Vậy là cho dù nó có tụt xuống khu vùng này thì nó cũng sẽ bật lên rất là nhanh mà thôi. Bật lên rất là nhanh bởi vì là đâu đó nó chỉ còn những cái người mà mới mua ở vùng này thôi. Người ta đã rất là tin tưởng, người ta mua ở trên cao rồi thì người ta cũng không sợ ha. Thế thì nó sẽ lên rất là nhanh mà thôi. Đó. Đối với BNB, BNB trong tay của CZ thì ông ta đang có khá là nhiều các cái trò chơi cho BNB trong cái tương lai. Vì vậy là mình nghĩ rằng là BNB vẫn sẽ là một cái đồng coin mà tốt thôi, không có vấn đề gì. Ừ. Thì cái mốc mà 513 là cái mốc mà gần đây đang tỏ vẻ khá là cứng, 510, 510 đúng không ạ? Khu vực này khá là cứng. Và nếu mà đợt này có tụt sâu hơn nữa thì mình nghĩ rằng là nó không không được tới được tầm 500 được đâu. Vì là đến 500 là nhiều thằng mua lắm. 500 là nhiều thằng mua lắm. Kể cả mình nếu mà xuống 500 mình cũng sẽ mua thêm một chút. À, thì BNB đang khá là hot khi mà có thể cho vào các cái lăn pool đúng không ạ? Lăn pool để chúng ta kiếm thêm tiền. Kiếm thêm cái con đà đấy, cứ vứt là BNB vào đấy cũng được mấy chục đô, mấy chục đô một ngày, thế là ấm đúng không ạ? Thế còn rất là nhiều các con khác nữa, các con gì mà liên quan đến bóng đá rồi là mấy con bên quy bên cùng đấy, đều có thể cho vào đó là kiếm tiền được. BNB đang rất là hot, đang rất là hot. Nếu mà có điều kiện thì mua thêm để mà chơi với cái loại đấy. Từ giờ đến cuối năm nó cũng kiếm được mấy trăm đô ha. Đủ tiền mua số thứ, mấy trăm đô thời điểm này cũng quý đấy chứ đúng không ạ? Rồi, thế thì ngược lại với lại ETH ấy, thì BNB đang có một cái lượng bán không quá nhiều nữa.
vừa rồi ấy thì người bán BNB thì lại nhiều hơn ETH, nhưng mà thời điểm ngày hôm qua thì lại đang ít hơn. Đó, thể hiện bằng một cái việc đó là volume bán ở dưới trung bình, đồng thời là giá không tụt quá sâu. Nó bật lên rất là nhanh, sau đó lại tụt xuống không quá sâu. Cái thời điểm hiện tại thì khó để mà bị BNB có thể tụt xuống dưới 500 được. Có lẽ là cùng lắm thì tụt xuống được đâu đó 500 mà thôi. 500, không không quá được dưới 500 đâu. Thế nên là nhiều bạn lại bảo là có cái dâu dưới 500 rồi mà vỡ rồi thì mình chịu. Rồi ADA ha. Con này ADA thì hiện tại các cái quỹ nó mình không có cập nhật được nhiều thông tin về ADA thì mình không có nhiều đồng này lắm. Thì không biết là cái cập nhật của nó như thế nào, các bạn có bạn nào dành với ADA thì có thể là comment giúp xuống dưới. Vì các quỹ ra không quá mặn mà với ADA ha. Xem cái thông tin về các quỹ nắm giữ thì ADA nó đang bị bán bớt. Bán bớt. Giá của nó thì cũng đang khá là liều tìu. Mặc dù là có thể là nó vẫn sẽ lên mà thôi, vì là những người mà nắm giữ con này ấy, người ta tin tưởng vào nó lắm. Người ta giữ con này khá là lâu. Vì nó cũng khá là nhiều trò để chơi, ví dụ như là stake tủng ấy, kiếm tiền á. Thì cái người mà lắm tiền và không có biết để làm gì, người ta sẽ cho vào con này để người ta có stake, kiếm tiền ổn định. Thì mình thấy rằng là cái volume bán của nó cũng giảm giảm dần rồi. Thì không biết là như thế nào, con này thì không có nhiều thông tin ha. Không có nhiều thông tin bởi vì là gần đây nó còn chưa có tăng trưởng trưởng gì cơ. Không biết là cái cập nhật là về về cái blockchain của nó cứ thế quái là rồi. Có vẻ như không thành công thì phải. Chỗ thì bỏ được, mà chỗ thì bỏ không, mình chưa hiểu lắm. Con này thì mọi người cập nhật lại giúp mình ha. Con này nó mình chưa biết được, chưa biết được. Nếu mà nhìn vào cái lượng bán thì con này nó chưa bị bán nhiều. Chưa bị bán nhiều. Thời điểm hiện tại nó cứ lắt nhắt nó bán ra. Nó cũng chưa có cái lực bán quá nhiều. Không thấy gì hết, không thấy gì hết con ADA này, không thấy gì hết. Đấy, mọi người không nên FOMO tất cả vào một con ha. Ví dụ như là con này rất là hot, rất là ngon, công nghệ rất là tốt, mà FOMO toàn bộ tiền của mình vào một con đến lúc nó không bay cái, nó cứ đơ như này này. Nó cứ chậm như này này thì biết làm nào ha. Rồi nhìn con khác bay lại thấy sốt ruột, chia tiền ra ha, chia tiền ra mình bảo rồi chia vào chục con, tôi coi top với một loạt đây này. Này, Bit này, Ether, BNB, ADA, DOT này, Son này, đấy, cả XRP cũng cho một tí vào đi. Đấy, biết đâu nó có lúc nó đăng thì kiếm được tiền ha. Chứ cứ nhảy vào nguyên một con. Có những người hỏi em ơi, nó lại giảm kìa, chị có vào được không? ADA bảo là sao vào lắm con đấy thế làm gì? Rồi là cháu ơi chú vào ADA, chắc là nghe cái ông nào mà cái ông gì mà chuyên nói về ADA mà cứ bảo là người ta đầu tư gì để mà kiếm cái tiền cố định cái gì đấy, mình không nhớ lắm. Đầu tư vào thì đầu tư đa dạng chứ, bây giờ ông cái thị trường này là cái thị trường rất là mở, công nghệ thay đổi liên tục, mà ông cứ tập trung vào mỗi một con thôi thì lấy đâu ra mà ông đó ông khai sáng được những cái con khác nữa, công nghệ khác nó nhiều lắm chứ đúng không? Thế tập trung luôn con Bit đi, Ether đi, thiếu gì công nghệ xịn trên nó đâu đúng không? Rồi Dot này, Dot thì sao tụt giá ghê này, có 39 đô bỏ. Đó. Thì khu vực này thì chúng ta thấy rằng là từ cái lúc mà Dot lên từ 10 đô đến thời điểm 55 đô thì đợt này là cái đợt có vẻ như là điều chỉnh mạnh nhất. Đấy. Khi mà 55 rồi tụt về tận là 30, thấp nhất là 37. Ta xem nó điều chỉnh bao nhiêu phần trăm rồi ha. 31%, đấy. Chỉnh khá là mạnh đấy. 31%. Bây giờ là chúng ta nhìn xem là cái vùng khu vực nào là khu vực có thể đỡ được bên ADA. Mình thấy rằng là ADA không có nhiều cái lực bán nữa. Bây giờ lực bán nó đã khá là yếu đi rồi. Đấy. Thì có thể là cái vùng đâu đó tụt mạnh nhất thì con vùng đến được 36,5 thôi, 36,5 đô thôi. Vùng này có là cái vùng mà trong cái thời điểm mà gần đây được rất là nhiều người đang mua bán vùng đấy, khá là mạnh ha. 35 36 thì đấy. 35 thì cũng không sao, 35 không sao. Đấy. Giờ vẫn có lời đúng không? Mua con này khá là lâu rồi, 27 28 đúng không? Thì 30% là một cái mức điều chỉnh khá là bình thường của một thị trường. Kể cả là đo từ cái đợt tăng trưởng ở đây đi nữa thì nó cũng này thì hơi sâu. Này thì hơi sâu. Nếu mà đo từ cái đợt tăng trưởng này thì chúng ta thấy rằng là nó đang ở cái mức Fibo 0.618 rồi. Vùng này thì cũng không không khả quan đâu, nhưng mà nếu mà đo từ dưới lên thì không vấn đề gì. Còn Dot này còn nhiều trò lắm đúng không? Dot này mấy cái parachain parathia của nó đã mỗi mỗi cái đấu giá đã hàng hàng mấy tỷ đô rồi. Mấy tỷ đô bị lóc vào rồi, thế thì giá tha hồ tăng, cái nguồn cung của nó giảm mà đúng không? Mặc dù là con này là cái con mà hình như là mình nhớ không nhầm là con này là cái nguồn cung của nó là vô vô hạn thì phải.
xem là xem lại con Dot xem nào. Con Dot này không phải bàn về cái tương lai phát triển của nó, nhưng mà ta sẽ xem lại cho nó kỹ ha. Tổng cung 1 tỷ à? Tỷ coin mà bây giờ nó đã ra đến tận 980 triệu rồi. 987 triệu. Ôi giời, nhiều dã man con gan nhờ. Ra gần như là 98% rồi, 95% rồi. Bao nhiêu phần trăm ta? Không thấy nó chia nhờ. Mà con này sao nó phát hành lắm thế nhờ? Rồi thế thì con này nó vẫn có nguồn cung tối giới hạn ha. Không không lo. Con Son đi ha, con Son. Son giữ giá khá là tốt, bây giờ đang có cái lực bán yếu ớt, lực bán ôi rồi. Quả này thì nó lên rất là mạnh đây, quả này sau đợt này nó lên sẽ rất là mạnh. Con Son này cái việc đẩy giá con Son này mình cảm giác nó tốt hơn rất là nhiều so với những con khác. Do hơn rất là nhiều so với những thể mới như Dot hay là Near vân vân. Son này cái lực đẩy nó khá là mạnh. Con Son này ấy, thì bây giờ phải sánh ngang với con Avat ha. Không biết là hai con này có cùng cái bọn backer không mà sao nó đẩy giống nhau vậy. Đẩy cực mạnh luôn á. Mọi người nhìn thấy là bây giờ ấy, 3 4 cái cây nến ngày vừa rồi nó tụt khá là sâu, giá tụt khá là sâu mà làm gì có nhiều thằng bán đâu. Không nhiều thằng bán mà lại tụt sâu được như thế này. Đấy. Thế thì thể hiện rằng là bây giờ mày tao có thả thị trường ra chả cần mà làm gì, cho mày bán hết đi thì mày cũng không tụt được sâu. À mày cũng không có nhiều hàng để mà bán. Đấy, giá tụt rất sâu không còn nhiều thằng bán, tức là sao? Cái thằng mà đang giữ nó không muốn bán mà cái thằng muốn bán thì không còn nhiều. Đó. Thằng muốn bán thì không còn nhiều mà thằng đang giữ thì không muốn bán. Thế thì giá nó sẽ tăng rất là mạnh ha. Mình tin tưởng vào con Son này nó sẽ còn tăng trưởng rất là mạnh nữa. Đó. Thì cái đợt này nó không biết nó sẽ tụt được đến đâu ha. Nhìn cái biểu đồ này thì chả thấy nó tụt được đến đâu cả. Không thấy có điểm tụt của nó luôn ấy, nó làm gì đến tụt đến 165 được. Tụt đây thì sâu quá. Không tụt được đâu, không biết được, con này không biết được. Chả hiểu sao nó lại tụt được đến đây. Tụt đây xong lại quay lên. Ừ. Thì con này chúng ta lại phải chờ thêm, cái con này nó là cái loại hệ gọi là bơm thổi rất là mạnh đấy, cho nên là nếu mà có cái con hàng này đừng có bán vội ha. Nó tụt đâu có nhiều đâu, tụt không có quá nhiều mà tăng rất là kinh. XRP để cho bạn nào mà đang vẫn hold XRP thì khá là sốt ruột nhỉ. Xóa hết mấy cái linh tinh này đi. Nó không có theo cái gì hết, nó gọi là cái hệ gọi là quái đản. Thế cho nên là mình rất là giữ con này, mình giữ con này khá là lâu, mình sẽ giữ kệ đó. Trừ khi nó tăng một phát đột biến lên khoảng x5, x7 gì đấy mình sẽ bán. Vì là cái nó là cái hệ mà nó lì cho nên là khi mà nó tăng thì sẽ khá là mạnh. Thế gần đây volume bán cũng đang giảm dần, đó, giảm dần, không vấn đề gì, không vấn đề gì con này. Chẳng có vấn đề gì, không nhiều thằng mua mà cũng chẳng nhiều thằng bán. Bắt đầu gọi là ông chán bà chê, bắt đầu nó bật lên thần bất thình lình. Đó. Rồi chúng ta sẽ có một số các cái con mà các bạn ấy quan tâm, con TLM. TLM đâu? Tôi mà không biết mình còn không nhỉ, mình quên mất rồi. Gần đây mình có mua lại không nhỉ? Không thì phải. Đây, TLM thì vẫn vừa rồi có một cái đợt tăng lên nhẹ nhẹ xong lại tụt xuống ha. Giờ thì mới hôm nay lại tăng lên. Ủa bị xả ghê không? 0.46 bị xả ghê không? Nhưng mà nó đang gọi là TLM ấy, nó đang ở cái vùng gọi là vùng rất là an toàn và chuẩn bị tăng. Đấy. Vùng này là vùng chuẩn bị tăng mạnh. Nếu mà cái thằng backer của thằng này tốt thì không có vấn đề gì cho cái việc tăng giá của nó. Bây giờ đang test một cái ngưỡng gọi là ngưỡng cản cuối cùng là 0.39. Qua 0.39 này thì nó bay mất nóc luôn, bởi vì là không còn một cái cản ở đằng trước, nó không còn một cản bên trên nào nữa, mà cái đỉnh cũ của nó là rất là cao. Đó. Nếu mà thời điểm này có thể là x2. Nếu mà lên đến đỉnh cũ thì thôi không nói nữa, lên x cả mấy chục lần mất. Nhưng mà thôi cứ tính khoảng x2 ha, x2 từ thời điểm này rất có thể là nó sẽ điều chỉnh theo bit một phát nữa. Thì nếu bạn nào có thích con này hay là cứ giữ con này, giữ con này ha, nó đang lên khá là đẹp, đà lên khá là đẹp, để bán hết rồi, mấy thằng mà giữ hàng bán hết rồi, không còn nữa. Cho xem nào, ui rồi nó bán này, đây là cái vùng mà vùng đỉnh cuối cùng của nó, à cái vùng gọi là kháng cự cuối cùng của nó, qua được vùng này rồi thì chả còn cái gì để mà lo nữa, hết rồi, hết thằng bán rồi, giờ còn chỉ có thằng đẩy ra hàng thôi, sẽ lên tiếp nha, lên rất là mạnh đấy. Và nếu mà đang giữ thì đừng có bán con này, đừng có bán vội thời điểm này, chúng ta đã giữ khá là lâu rồi. Nếu mà nhìn như này thì sẽ rất là nhiều bạn đu đỉnh được khá là lâu rồi, không không bán nữa. TLM sẽ còn tăng rất là mạnh nhá. À, con C98
Mình tổng hợp này là theo cái thông tin các bạn comment xuống dưới cái phần mô tả đấy, à cái phần bình luận đấy. Cho nên là những con mà mình không có bình không có làm thì có thể là không có nhiều bạn bình luận hoặc là không có ai bình luận. Con C98 C98 bây giờ thì con này thì nói chung là phụ thuộc backer thôi, xem là bay bơm thổi nào thôi, chứ còn hàng bây giờ thì trong dân thì không có nữa rồi. Đấy. Trong dân là rất là ít rồi. Đấy, mình cũng sẽ thử mua ít con này ha. 3 đô à? Thấp nhờ. Được được, gần như đáy rồi. Đáy là 2.7 à? Ôi giời, thế bây giờ là xúc thôi còn gì nữa. Đến giờ xúc rồi, chuẩn bị lên rồi. Đấy, chờ đặt ở cái vùng thấp hơn tí là vùng đâu đó khoảng 2.7 đi. Đấy, và mua một ít là tầm 3 chấm. Mua ít tầm 2.9, 3 chấm gì đấy. 3 đô. 3 đô chắc là về đấy. 3 đô xong đặt thêm vào 2.7. Nếu mà về được hai vùng đấy mua lên thì quá ngon luôn, con này sẽ còn lên nữa, chả biết lên được bao nhiêu, tùy với thằng đấy. Còn công nghệ công ngủng thì không quan tâm lắm, công nghệ công ngủng không quan tâm lắm, Việt Nam không có mấy cái đột phá lắm đâu. Để mà đột phá và nghiên cứu một cái mới tinh ấy thì phải một nước ngoài, chứ còn Việt Nam thì làm theo thôi, mà làm theo được cũng là tốt rồi ha. Thì con này C98 này mình nghĩ rằng là thời điểm này là thời điểm mua đẹp, không cần bán làm gì cả, nó cũng chả còn hàng để mà bán trong dân nữa. Khi mà trong trong người dân Việt Nam chúng ta không còn ôm nhiều nữa thì khả năng là nó cũng sẽ đẩy dễ thôi. Rồi thế là xong phần C98. Con San đi, con San mình nghĩ rằng là đang thời điểm mà chúng ta cần chốt một chút ha. Con San thì với một cái volume như thế này, hôm nay nó đã bật lên đến giá bao nhiêu đây? 5.5.2. 5.25 là đỉnh cao nhất của San thời điểm hiện tại. Thế thì nếu mà mình như mình đã mua thì mình bây giờ đã x2 rồi. Mua 2.4 mấy ấy, x2 rồi. Thế thì thời điểm này nên cân nhắc cái việc là chốt gốc để lại vốn chơi, à để lãi để chơi. Lý do tại sao? Tại vì chúng ta thấy rằng là đây là có một cái cây volume với volume không quá cao, ở mức trung bình mà lại đang tạo ra một cái giá gọi là siêu đỉnh, con mẹ nó đỉnh thế này thì rất có thể là một vài ngày nữa nhé. Nó chính xác ra một vài ngày nữa có thể là nó sẽ lên một thêm một tí nữa rồi nó sẽ có tụt xuống để nó điều chỉnh, vì nó đã lên quá nóng với một cái lượng người không mua không quá nhiều như này. Mình sẽ tìm kỹ hơn ở trong khung 4 giờ nhé, cái vùng này mọi người sẽ thấy rằng là bây giờ volume đang rất là thấp mà không hiểu tại sao nó lại đẩy được giá lên cao như thế kia. Có thể là một phần là do nó đã được bán gần hết rồi. Thế thì nếu mà để chắc ăn đấy, không lỡ kèo bán mà nó vẫn còn lên nữa thì chúng ta nên bán khoảng đâu đó, nếu đã x2 rồi ấy thì bán đi 1/4 đấy. Nếu lên nữa thì bán tiếp một phần tư nữa, cuối cùng là để lại một nửa ha, một nửa. Thì dù sao chúng ta chơi bằng lãi và những cái con này cũng ổn hơn. Khi mà mùa thì vẫn cái trend của nó thì vẫn đang còn, trend vẫn mới tinh đấy, nhưng mà giá cũng gọi là cao cao, không biết như thế nào. Con này thấy tại sao đợt này giá thấp như thế này, volume đẩy yếu như này mà lên được mạnh như vậy, có phải là thật sự là chúng nó hết hàng rồi không? Nếu mà hết hàng ấy thì cần đúng là thực sự chỉ cần đẩy một cái volume yếu như này đã lên được rồi. Còn nếu bạn nào mà đang muốn là chắc ăn hơn ấy, thì có thể chờ thêm một ngày nữa, chờ thêm một ngày nữa xem là cái vol nó như thế nào. Vol này ấy, nó là bị ảnh hưởng bởi ngày hôm qua, vol của ngày 22 để ảnh hưởng vào ngày 21 nữa, cho nên là nó hơi yếu. Còn nếu mà nó không biết được ha. Chung là chắc ăn thì cứ nên chốt một phần, mình cũng sẽ chốt một phần, đâu đó là một nửa, mình sẽ một nửa để lại lãi chơi thôi. Rồi thì đấy là về con San, còn con nào nữa ta? Con Shiba ha, Shiba Inu, con chó. Con chó này mà nhiều anh em thích ha, rất là nhiều các bạn ở bên nước ngoài đang rất là tích cực xin cái con này. Thì con này thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà nếu mà có mua ấy, thì là tốt, còn giữ thì cũng nên giữ, không nên bán, bởi vì là mọi người thể thấy là nó chả còn nhiều thằng nó đang xả nữa, thì không hiểu sao cái con này mình nghĩ là nhiều người đang giữ lắm chứ nhở, nhiều người đang giữ lắm chứ tại sao mà lại xả ít thế này, người ta có niềm tin mãnh liệt vào con này vậy hả? Nói chung là nhìn lại con Dot một tí ha, Dot Dot coi rồi. Dot coin. Ủa sao nó lại sai thế này? Thì Dot coin nó cũng còn rất là ít người giữ cái thời điểm mà nó tụt như thế này.
Nhưng mà để mà nó bật lên ấy, thì có vẻ như là cần khá là nhiều thời gian nữa. Bởi vì là nó giống như là cái con Shiba bây giờ, nếu mà chỉ nhìn vào cái lượng người đang xả thì không thể biết được. Tại sao ạ? Tại vì là người ta không xả không có nghĩa là người ta sợ, à không sợ, mà người ta đang quá là tin vào cái con đấy. Tức là thế nào nhỉ? Con này người ta đang tin, những cái người mà mới vào thị trường ấy, người ta sẽ có một cái niềm tin vào một cái người nào đó, một cái đồng coin nào đó, và là người ta sẽ gọi là hold to die. Người ta sẽ nghĩ là như vậy và người ta sẽ chưa xả ở cái lúc này. Tuy nhiên là những cái người này là những cái người chưa có bất kỳ một kiến thức gì hay kinh nghiệm gì về cái việc mua coin, hold coin, hay cho nên là khi mà vào một thời gian người ta sẽ tìm hiểu những đồng coin khác. Đồng thời là cái thời gian dài dằng dẵng nó sẽ làm cái đồng coin mà người ta đang ôm làm người ta trở nên nóng ruột. Thế thì người ta sẽ xả bớt nó ra. Thì nó sẽ có lẽ là đâu đó nó cũng sẽ đi giống con Dot thôi. Con Dot nó làm cái nhiệm vụ với con Shiba này y hệt nhau, không khác gì cả. Tức là nhiệm vụ kéo người vào thị trường. Thế để mà nó đẩy lên nữa ấy, thì nó cần phải rũ bỏ thêm một thời gian rất là dài nữa. Nếu mà nó đi giống con Dot như thế kia. Thì đó là những cái mà mình nghĩ về con Shiba này thôi. Thế còn thời điểm hiện tại là cái điểm mà cũng chẳng còn nhiều thằng đang ôm nữa để mà nó để nó bán được giá này. Giá này cũng là một cái giá có thể mua được, nhưng mà đã như phân tích vừa rồi thì khả năng là nó còn phải đi sideways thêm. Đi sideways thêm vì nhiều người đang có niềm tin vào cái con này. Niềm tin con này. Thì đấy là tất cả những cái con mà mình đang muốn là chia sẻ mọi người. Thế thì xem còn cái con gì mà hot hot nữa không? À mình đang có xem một cái con hôm nọ có xem một con flow ha, con flow nói với mọi người thì nó tụt, nó tăng lên một tí xong lại tụt rồi. Mình đã nói là nó vẫn còn về tiếp tục nó xả tiếp ha. Thì những cái cú mà tăng lên sau đó bật xuống như này, tăng lên rất là mạnh như này thì rất là tốt cho cái việc là xả hàng nhanh. Nó mà cứ trì hoãn, nó cứ ì ấy, thì như con những cái con mà nó không tăng giá lên để người ta xả ấy, thì nó còn lâu nó mới xả hết. Cava này cũng vậy nè, Cava này vẫn chưa lên ha, vẫn còn nhiều lực bán. Rồi con Raka này, mình đang tìm hiểu con Raka này, xem là cái lúc nào thì lên mua được. Thì con này nó lại không có cái lượng, không có một cái sàn nào nó đang đang hot ở trên cái TradingView để mình có thể là xem được. Mình xem được ở trên cái Uniswap này thì có vẻ như không chuẩn lắm. Ừ. Có vẻ không chuẩn lắm. Thì vừa rồi có ngày 15 và ngày 16 là có một cái lượng Raka được bán ra khá là đều nhưng mà không có lớn, nhưng lại bán ra với bất kỳ giá nào. Mình nghĩ rằng đây là một cái lực bán của một cái thằng rất là ngu nào đấy. Đấy, nó ôm rất là nhiều hàng và nó bán rất là ngu. Đây là không phải là một cái thằng gọi là tạo lập thị trường. Thế cái việc này cũng là việc bình thường thôi. Sau đó thì không còn nhiều người bán nữa. Và ở cái mức nào nhỉ? Bỏ ba hai số 0 đầu đi thì nó là 6095 ấy, thì là cái mức được khá là nhiều người ôm. Đến thời điểm hiện tại không còn cái nguồn bán nữa. Có vẻ những cái nguồn bán mà gọi là chốt lời đã không còn nhiều nữa rồi. Thì giá không đi sâu được nữa đâu, không đi sâu được quá sâu nữa đâu. Có thể là nó cũng sẽ lại tăng tiếp đấy. Khi một cái con mà nó có backer rồi các thứ khủng như vậy thì nếu bạn nào vẫn đang giữ mà thích thì thời điểm này có thể vào một tí, nếu mà tụt sâu hơn nữa thì vào thêm. Ừ. Nhưng mà con này mình nghĩ rằng là nó sẽ còn tăng nữa, khi mà nó tăng nó đẩy được mạnh như này thì nó sẽ còn tăng mạnh được nữa. Ok thì đấy là nói một số các cái con mà mình có chia sẻ với mọi người trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của mình thì đâu đó nó sẽ giúp cho mọi người có thêm một cái góc nhìn về về cái việc đầu tư của mọi người mà thôi, chứ không phải những cái gì mình nói nó hoàn toàn đúng hay là nó hoàn toàn sai, mà chúng ta gọi là tham khảo nhau. Mình thấy rằng là với cái cách phân tích của mình nó khá là dễ hiểu, dẫn đến là nhiều bạn cũng xem và dễ hiểu. Khi mà các bạn đã hiểu rồi thì các bạn đầu tư nó sẽ nhàn hơn. Và mình thấy rằng là cứ xem video một thời gian thì lại có một số bạn vào trong nhóm và nói những cái kiến thức theo cái cách phân tích đấy nó khá là đúng, khá là chuẩn luôn. Bây giờ các bạn, khi mà các bạn chỉ cần có một cái kiến thức nền nó ổn hơn một chút, các bạn xem video của mình nhiều thì các bạn có thể nhận định thị trường nó khá là dễ dàng ha. Cộng với lại những cái kiến thức cũ của các bạn, cộng với những cái gì mà theo phong cách phân tích của mình thì mọi người sẽ có một cái nhìn nó dễ dàng hơn về thị trường ha. Thì đấy, đấy là cái mà mình mong muốn. Mình chẳng muốn là mở lớp mở liếc gì đâu, mệt lắm. Đấy, mọi người cứ tự học đi ha. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.